Thưa quý vị và các bạn, nước sạch rất cần thiết trong đời sống và sinh hoạt của mỗi con người. Theo thống kê thì trung bình mỗi ngày, mỗi người sử dụng khoảng từ 200 đến 300 lít nước cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt. Hiện nay thì nguồn nước sinh hoạt của hơn 90% người dân thành phố Vinh và các vùng phụ cận đang sử dụng là nước máy do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An cung cấp. Tuy nhiên, chất lượng nước sinh hoạt đang là vấn đề quan tâm và lo lắng của người dân. Gia đình bà Phan Thị Thảo nằm ở trung tâm thành phố Vinh, khối Tân Thành 1, phường Lê Mau. Thế nhưng bà vẫn cảm thấy không an tâm về chất lượng nguồn nước đang sử dụng và gia đình đã lắp thêm thiết bị lọc nước. Vặn trong xô, trong chậu, trong bể chữa này nó bẩn lắm, một lớp bùn là lắng dễ bẩn lắm. Cho nên chính vì vậy cho nên tôi lắp cái máy này thì đã lắp được hơn một năm rồi. Tôi thấy yên tâm là này lắp nước rất trong. Cách hộ gia đình bà Thảo không xa, gia đình bà Phan Thị Phương cũng phải lắp thêm máy lọc để lọc lại nước máy trước khi sử dụng. Mặc dù việc này gây bất tiện cho gia đình. Song mỗi lần kiểm tra, bể chứa nước bẩn rất nhanh. Một hai tháng nhà bà lại phải thay ống lọc nước một lần. Nguồn nước máy cũng rất là bẩn, nên nó cần phải sử dụng cái quá xử lý của máy móc mà để cái cuộc sống của bản thân mình có phải yên tâm. Gia đình bà Thảo, bà Phương chỉ là hai trong số rất nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Vinh đang sử dụng nguồn nước máy do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Nghệ An, mà chính bản thân họ cảm thấy không yên tâm về chất lượng. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để lắp thêm máy lọc nước. Cái đồ nước ô nhiễm quá, chúng tôi sử dụng 2-3 cái mà chúng tôi phải vứt. Tôi đề nghị là gọi như là các cơ quan và chính quyền là gọi như là xem xét và kiểm nghiệm lại cái mức nước, cái đồ nước để cho an toàn cho dân. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội và có đông dân cư sinh sống, điều đó đồng nghĩa nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của thành phố cũng lớn nhất. Vì vậy, nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo các tiêu chí quy định về chất lượng, không đảm bảo vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là nguồn lây nhiễm các dịch bệnh.